Điểm tin đề trái số 10 Mỹ, Trung đánh nhau và hành động của chúng ta Chào các bạn, đây là chương trình điểm tin lề trái số 10 phát sóng vào ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018. Như thông lệ, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý. sóng truyền thông số 1 theo Mỹ chống Trung Quốc nhân chiến tranh thương mại Mỹ Trung. Như các bản tin trước đã đề cập, từ nhiều năm nay, các tổ chức chống cộng trong và ngoài nước đã khơi dậy phong trào bài Trung Quốc cực đoan để làm bòn bẩy cho các hoạt động chống chính quyền. Trong tuần qua, dòng dư luận bài Trung chống cộng chủ yếu xoay quanh hai vụ việc là cuộc chiến thương mại Mỹ Trung và cuộc tranh cãi về cuốn sách gạc mà vòng tròn bất tử hiện nay dư luận phi chính thống về cuộc chiến thương mại mỹ trung đang phân thành hai khuynh hướng đối lập nhau tạm gọi là khuynh hướng thận trọng và khuynh hướng cơ hội trang việt study của trần hữu dũng khởi xướng khuynh hướng thận trọng gồm những tin gồm những người tin rằng cuộc chiến thương mại mỹ trung mang đến nhiều hệ lụy khó lường cho thế giới và việt nam mà tất cả các bên liên quan cần bình tĩnh ứng phó trong khi đó, truyền Đình di thức và Phạm Viết Đào khởi xướng khuynh hướng cơ hội gồm những người tin rằng Mỹ sẽ dùng chiến tranh thương mại để đánh gục Trung Quốc và đem đa đảng đến Việt Nam, như họ đã dùng cuộc chạy đua vũ trang để đánh dụ, đánh gục Liên Xô và đem đa đảng đến các nước xã hội chủ nghĩa. Cụ thể, trong khuynh hướng tận trọng, vào ngày 24 tháng 7 năm 2018, Trần Hữu Dũng đã trả lời BBC rằng ông Donald Trump đã phát động Cuộc chiến thương mại thiếu tính toán không đem lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào và có thể đem lại những thiệt hại không thể dự đoán cho cả Mỹ lẫn Việt Nam. Trong bài, ông Dũng cũng lưu ý rằng chiến tranh thương mại từng dẫn đến chiến tranh thế giới. Sau đó, ngày 26 tháng 7, Nguyễn Quang Di viết một bài phân tích dài trên Vietstudy, trong đó ông trích dẫn nhiều tư liệu để mô tả bản chất thật của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và vị trí của Việt Nam trong cuộc chiến. Trong bài, ông Di viết rằng đây là cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc để tranh ngôi bá chủ toàn cầu và áp đặt trật tự kinh tế chính trị của mình lên thế giới, chứ không đơn thuần là một cuộc tranh chấp thương bại. Trong cuộc chiến này, Việt Nam có thể bị biến thành bãi rác chứa các công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường của Trung Quốc, bị dùng làm cửa sau để tuần hàng Trung Quốc sang Mỹ và bị phe Mỹ cô lập do luật an ninh mạng và dự luật đặc khu kinh tế vừa gần với hệ thống Trung Quốc, vừa xa lạ với hệ thống phương Tây giữa bối cảnh tổng thể đó để tránh rơi vào cảnh châu bò đánh nhau rồi mới chết việt nam cần bảo vệ nền sản xuất nội địa và đồng thuận quốc gia của mình tránh bị phân hóa nội bộ vì tranh cãi cá nhân trong các vụ việc nhạy cảm như vụ cuốn sách gạc ma vòng tròn bất tử trong khuynh hướng cơ hội, ngày 30 tháng 7, blog truyền hình di thức đăng một bài mang tên Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và trật tự của thế giới mới trong bài ghép từ ba lá thư gửi gia đình mà ông Thức viết trong tuần cuối cùng của tháng 6 vừa qua. Trong thư Thức viết rằng Mỹ phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc phải vì vấn đề thương mại, không phải vì vấn đề thương mại mà để thách thức vị trí lãnh đạo toàn cầu của Trung Quốc và để thiết lập trật tự thế giới mới của mình thức phân tích rằng trong cuộc chiến này Trung Quốc sẽ nhanh chóng thua vì Trung Quốc không thuận theo một quy luật phát triển của loài người, theo đó chỉ tự do chính trị kiểu phương Tây mới giúp giải phóng các năng lực của con người để tạo để con người tạo ra những tiến bộ công nghệ và kinh tế có tính bền vững. Do đó, thức dự đoán rằng các nước châu Âu sẽ sớm đạt được thỏa thuận với thương mại với Mỹ, rồi cùng Mỹ hợp tác, hợp sức đánh gục Trung Quốc để thiết lập trật tự thế giới mới tuân theo quy luật phát triển vừa nêu từ đó thức đi đến kết luận rằng chiến tranh thương mại Mỹ Trung sẽ khiến Trung Quốc sụp đổ, khiến Việt Nam và nhiều quốc gia khác phải chấp nhận mô hình đa đảng của phương Tây và khiến thức được sớm đa tù hơn dự tính. Ba lá thư của truyền hình di thức đã được các trang BBC, báo sheet Việt Nam cùng nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đăng lại và ca ngợi. Trong đó Nguyễn Đăng Hưng viết rằng thức đã một nhận định sáng suốt và thông tuệ. Nguyễn Văn Dũng ví thức như ra cắt lượng ngồi trong lều cỏ biết chuyện thiên hạ. Còn Lưu Trọng Văn viết rằng thức chính là hy vọng cho tương lai dân tộc chúng ta. Cùng ngày 30 tháng 7, BBC tiếng Việt đăng một bài của Phạm Viết Đào với ý tương tự như ba lá thư của truyền hình Di Thức. Trong bài đào ví cuộc chiến thương mại của Donald Trump với một chính sách cứng đắn cũ của Đảng Cộng Hòa là chính sách chạy đua vũ trang và đang giảm giá dầu để khiến Liên Xô thâm hụt ngân sách tới mức sụp đổ Đào viết bài này để phản bác quan điểm của Trần Hữu Dũng rồi hồi tuần trước rằng Donald Trump đã phát động một cuộc chiến thương mại thiếu tính toán, không đem lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào và có thể đem lại những thiệt hại không thể dự đoán cho cả Mỹ lẫn Việt Nam. Hiện nay BBC tiếng Việt và trang báo Việt Nam đang đăng bài thuộc cả hai khuynh hướng vừa nêu, đồng thời nhấn mạnh vào các nguy cơ từ Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi thấy các khuynh hướng thận trọng đáng tin hơn khuynh hướng cơ hội vì hai lý do. Thứ nhất, về mặt phương pháp, Trần Hữu Dũng và Nguyễn Quang Di đã khảo sát một lượng lớn dữ kiện kinh tế chính trị để rút ra kết luận trong bài viết của mình. Trong khi đó, Trần Hình Di Thức và Phạm Viết Đào chỉ khảo sát một lượng dữ kiện rất nhỏ và vội vàng kết luận khi chưa đủ chưa xét đến nhiều biến biến số qua cấu trúc bài viết có thể thấy thức và đào không rút ra kết luận từ dữ kiện mà chỉ nhặt một số dữ kiện để minh họa cho kết luận sẵn có xuất phát từ niềm tin chính trị của mình vì vậy các bài viết của trần huỳnh trần hữu dũng và nguyễn quang di ít nhiều có tính khoa học trong bài của trần huỳnh duy thức và phạm viết đào thì chỉ giống như một tài liệu truyền giáo thứ hai về mặt tâm lý cả trần hữu dũng lẫn nguyễn quang di đều không hận thù chế độ chính trị hiện tại của việt nam trong khi đó cả trên hình duy thức lẫn phạm viết đào đều đã và đang ngồi tù vì hành vi đe dọa an ninh quốc gia và đều tỏ rõ sự ân thù với nhà nước do đó cái nhìn của thức và đào có thể bị bóp méo bởi sự hận thù mong muốn được thả và tham vọng chính trị của họ như vậy trong dư luận lề trái xoay quanh cuộc chiến thương mại thì quan điểm thận trọng của nhóm việt City có vẻ đáng dùng làm tài liệu tham khảo hơn Tuy nhiên, các bài viết thuộc cả khuynh hướng thận trọng lẫn khuynh hướng cơ hội đều cho thấy cuộc chiến thương mại Mỹ Trung cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều sẽ gia tăng sức ép lên Việt Nam để kéo Việt Nam vào tầm ảnh hưởng của họ. Trong bối cảnh đó, dù nảy sinh tâm lý lệ thuộc vào Mỹ hay Trung Quốc, người Việt Nam cũng sẽ bị đánh mất sự độc lập và thống nhất của mình. Vì vậy, trước khi đuổi theo các nguy cơ hoặc cơ hội còn xa vời, có lẽ chúng ta nên tập trung bảo vệ nền sản xuất nội địa, điều kiện sống của người dân và an ninh quốc gia như ông Nguyễn Quang Di đề nghị. Sóng truyền thông số 2, mà vòng tròn bất hạnh. Trong bật tiền số 8 và số 9, chúng tôi đã tường thuật cuộc tranh cãi xoay quanh cuốn sách gạc mà vòng tròn bất tử. Tuần qua, nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, công ty Phất New và nhóm diễn đàn sội dân sự đã đẩy mạnh tuyên truyền về cuốn sách. Các bài tuyên truyền của họ đang tập trung vào ba thông điệp một, Việt Nam nên liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc. 2. Ông Lê Đức Anh đã ra lệnh không bắn trong trận Gạc Ma. Và 3. Diễn biến trận Gạc Ma cho thấy nhà nước Việt Nam đã dâng đất cho Trung Quốc. Thông điệp rằng Việt Nam nên liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc do cựu trung tá thủy quân lục chiến James Gallery Dungua và công ty Phát đưa ra. Cụ thể, ngày 8 tháng 7 năm 2018, dung đã gặp đại diện của công ty Fustiú ở Thành phố Hồ Chí Minh để mua bản quyền cuốn sách Gạc Ma vòng tròn bất tử về xuất bản ở Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 7, dung viết một bài giới thiệu về cuốn sách này, trong đó tường thuật diễn biến trận Gạc Ma tương tự đoạn tường thuật mà công ty Fustiú cung cấp. Trong bài viết, dung cũng bình luận rằng, nhà dù nhà nước Việt Nam đã giữ im lặng về vụ thảm sát trong suốt 30 năm, họ đang chọn cách nói ra sự thật khi cho phép công ty phát tiêu xuất bản cuốn sách này”. Cuối bài, Jung dự đoán rằng, hai kẻ thù cũ là Mỹ và Việt Nam có thể sẽ hợp thành một mặt trận chống thống nhất để chống lại các tuyên bố về chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. Sau khi Dungua hoàn tất bài viết, ông Nguyễn Luận, nhân viên của công ty First New, đã dịch bài sang tiếng Việt ngay trong ngày mùng 10 tháng 7 và đăng nó lên trang Facebook cá nhân của mình. Như vậy, có thể thấy Dungua đã chủ động bài gửi bài của mình cho công ty First New Vì phải đến ngày 12 tháng 7, bản tiếng Anh của bài mới được đăng lên trên báo Beribet của Mỹ. Vào ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Nguyễn Văn Phước, Giám đốc công phớt đăng bản dịch của Nguyễn Luận lên trang Facebook cá nhân của mình và tác Phạm Đình Trọng, Trương Huy San, Vũ Quốc Tuấn, một số cựu binh uh, gạc ma vào bài. Bài này thu được 1.000-1,3 nghìn like và 434 lượt xe trên mạng Facebook của ông Phước, đồng thời được báo Xít Việt Nam và nhiều trang chống đối khác đăng lại. Vì từ đầu tháng 7 năm 2015, dung Bua đã được đã tham gia đấu giá đợt bức tranh gạc ma vòng tròn bất tử của công ty Phất New, đồng thời viết bài trên báo Mỹ để quảng bá sự kiện này. Có thể nói ông đã phối hợp hành động với Phất New từ rất sớm. Đây là một yếu tố nước ngoài đáng chú ý trong vụ việc. Thông điệp rằng ông Lê Đức Anh đã ra lệnh cho binh sĩ gạc ma không bắn do cựu viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh đưa ra và được nhiều cựu chiến binh, doanh nhân, nhà từ thiện Phán Chí Đỉnh loan truyền. Cụ thể, ngày 28 tháng 7, các ông Lê Đăng Doanh, Lê Bá Đương, Phan Chi Đỉnh, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Vi Khải đã gặp mặt để thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm cuốn gạc ma vòng tròn bất tử. Trong cuộc gặp, Phan Chi Đỉnh cho biết cựu binh Nguyễn Văn Lanh đã thừa nhận với chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm rằng ông Lanh không nhớ ai đã ra lệnh trong trận gạc ma và lệnh Nguyên Văn là không được bắn hay không được bắn trước. Nghe vậy, Lê Đăng Doanh nói to rằng trong cuộc gặp giữa ba ông Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Cơ Thạch mà ông Doanh tình cờ được chứng kiến, chính Lê Đức Anh đã thừa nhận mình là định không bắn trong trận gạc ma. Ngày 30 tháng 7, Phan Chi Đỉnh đã kể lại chuyện này trên Facebook cá nhân, lời kể của ông được nhiều trang và cá nhân chống đối đăng lại. Thông điệp diễn biến trận Gạc Ma cho thấy nhà nước Việt Nam đã dâng đất cho Trung Quốc vẫn do nhóm diễn đàn xã hội dân sự đưa ra. Ngày 27 tháng 7 Nguyễn Đình Cống viết trang báo Xít Việt Nam rằng qua việc nhà nước ra lệnh không được nổ súng trước, có cho nhóm công binh ở Gạc Ma không huy động đủ lực lượng để giữ đảo đến cùng, không triển khai kế hoạch chiếm lại đảo và không làm lớn vụ việc truy nên truyền thông, có thể thấy nhà nước Việt Nam đã chủ động dâng đất cho Trung Quốc. Trong cùng bài viết cống tuyên truyền rằng tưởng nhớ 64 chiến sĩ bị thảm sát là việc nên làm nhưng cần nhưng cần hơn quan trọng hơn là vạch ra được sự hèn nhát dẫn đến hành động có tính phản quốc của một số lãnh đạo nhà nước cống cũng viết rằng nếu nhà nước ra lệnh tiêu hủy cuốn sách theo đề nghị của các dư luận viên thì sự kiện đó sẽ tạo thành ngọn lửa thiêu rụi chế độ vậy trong trận gạc mà những người lính Việt Nam đã nhận lệnh không nổ súng trước hay không nổ súng vì có phải muốn giao đất cho Trung Quốc, nhà nước Việt Nam đã cố tình không cấp đủ vũ khí cho binh lính, không phải không phải đủ lực lượng để giữ đảo hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, thay vì tranh cãi qua lại về những tiểu tiết nhỏ nhặt, chúng ta nên cần nhìn lại toàn bộ diễn biến ở đảo Trường Sa năm 1958. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết trong 2 tháng đầu năm 1988, cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều tăng cường đưa vũ khí, khí tài ra chiếm đóng các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Cụ thể, trước ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đã chiếm được thêm 4 bãi đá là Chữ Thập, Châu Viên, Ga Ven, Tư Nghĩa. Trong khi đó, phía Việt Nam chiếm được thêm 6 bãi đá là Đá Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Đá Tốc Tan, Đá Núi Le. Đầu tháng 8, đầu tháng 3 năm 1988, Trung Quốc huy động thêm lực lượng xuống quần đảo Trường Sa, tăng số tàu chiến thường xuyên hoạt động ở đây lên 12 chiếc. Sau khi quan sát trận địa ở Hải quân Việt Nam xác định rằng đảo Gạc Ma đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu Trung Quốc chiếm được đảo này, họ sẽ cắt đường tiếp tế của Việt Nam cho căn cứ thuộc quần đảo Trường Sa. Vì vậy, ngày 11 tháng 3 năm 1988, phía Việt Nam đã điều 3 tàu vận tải không vũ trang là HQ-505, HQ-604, HQ-605 ra chiếm bãi đá nằm kề nhau là Gạc Ma, Len Dao và Côn Linh thực hiện nhiệm vụ được giao, 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3, tàu 505 và 604 đã chở 70 công binh và 22 lính chiến đấu tiến đến tại đảo Gạc Ma và Quân Linh. 30 phút sau khi tàu Việt Nam thả neo, lực lượng của Trung Quốc bao gồm một tàu chiến, một tàu hộ vệ, hai tàu vận tải bắt đầu áp sát Bắc Loa Uy Hiếp. Trước tình hình đó, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đã chỉ thị cho tàu 505 và 604 quyết giữ bãi đá gạc ma và côn linh theo chỉ thị này thì lực lượng công binh trên tàu 604 sẽ bí mật đổ bộ bằng xuồng để chuyển vật liệu xây dựng lên bãi đá gạc ma ngay trong đêm trong khi lực lượng chiến đấu chia thành 4 tổ để cắm cờ vào bảo vệ bãi đá đáp lại Trung Quốc cử thêm hai tàu hộ vệ trang bị pháo 100 ly đến hỗ trợ lực lượng sẵn có đồng thời Bắc Loa yêu cầu Việt Nam rời khỏi bãi đá gạc ma nhưng phía Việt Nam tiếp tục bám trụ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc cho 4 tàu có vũ trang áp sát bãi đá Gạc Ma và cử 50 lính trang bị súng AK-47 đổ bộ bằng xuồng. Trong khi đó, phía Việt Nam chỉ có 5 lính chiến đấu và 20 công binh trên bãi đá. Vì nhóm lính này đang xây công trình trên một đảo ngập nước, họ chỉ mang hai súng AK-47 và xà beng, quốc sẻng sau khi hai bên rằng co bằng tay một hồi, lính Trung Quốc nổ súng khiến phía Việt Nam có một người chết và một người bị thương, rồi rút khỏi bãi đá. Khi lính Trung Quốc đã rút khỏi, hai tàu chiến Trung Quốc đồng loạt bắn pháo và rocket vào lực lượng đổ bộ tàu HQ-604 của Việt Nam, rồi cho tàu đổ bộ trở lại tiếp cận. Binh sĩ trên tàu 604 của Việt Nam đánh trả quyết liệt bằng súng chống tăng và súng AK-47 khiến nhiều lính đổ bộ của Trung Quốc thương vong, số còn lại buộc phải vút về. Đáp lại, tàu Trung Quốc tiếp tục nã pháo cho đến khi tàu HQ-604 chìm hẳn, rồi rút khỏi bãi đá Gạc Ma trước khi máy bay Việt Nam kịp đến hỗ trợ vào chiều hôm đó. Cùng ngày, tàu Trung Quốc bắn vào hai tàu còn lại của Việt Nam, khiến tàu 505 bị cháy và tàu 605 bị chìm. Kết thúc trận đánh ngày 14 tháng 3, Việt Nam có 11 người bị thương, 64 người chết, trong khi Trung Quốc có 3, 13 người bị thương, 9 người chết. Việt Nam chiếm được Côn Linh, trong khi Trung Quốc chiếm được Gạc Ma và Len Đao. Sau trận đánh, Việt Nam tiếp tục chiến dịch đổ bộ để chiếm đóng các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa. Trong chiến dịch này, Việt Nam chủ trương chỉ sử dụng các lực lượng vận tải và công binh để thực hiện đóng quân bảo vệ chủ quyền, không gây trụng xung đột quá mức để Trung Quốc tạo cớ đánh chiếm toàn bộ quần đảo. Vì khi đó lực lượng của Việt Nam trên quần đảo vẫn còn rất mỏng, khó có thể chống đỡ nếu Trung Quốc khi động toàn bộ hạm đội hải chiến tham, tham gia chẳng hạn ngày 15 và ngày 16 tháng 3, tức hai ngày sát sau trận đánh, Việt Nam liên tiếp đóng giữ thêm hai bãi đá là đá núi Thị và đá Nam. Trong cả năm 1988, Việt Nam đóng thêm đóng giữ thêm được 11 bãi đá và mỏ dầu DK1. Ngoài ra, sau ngày 14 tháng 3, Việt Nam cũng điều động thêm không quân để bảo vệ công binh đổ bộ xuống các đảo Chẳng hạn vào ngày tháng 4 năm 1918, khi công binh Việt Nam bí mật đổ bộ xây công trình để chiếm lại bãi Landau, các máy Su-22 và Việt Nam đã kịp thời xuất hiện để bảo vệ họ, khiến tàu chiến Trung Quốc phải tản ra thay vì nổ súng như một tháng trước. Tuy nhiên Việt Nam không chiếm lại được bãi Gạch Ba vì Trung Quốc đã kịp xây công trình kiên cố với hàng rào điện trên bãi đá này. Sau năm 1988, Việt Nam tiếp tục dùng chiến thuật cũ để đóng giữ thêm nhiều bãi đá trong quần đảo Trường Sa. Cụ thể Việt Nam chiếm được thêm 10 bãi đá trong giai đoạn 1990 và 2008, và 18 bãi đá trong giai đoạn 2018 và 2014, 2008 và 2014. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ thì vào năm 2015, Việt Nam đã kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, cao gấp đôi so với năm 1990, trong khi đó ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm thêm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm. Bức tranh toàn cảnh này giúp chúng ta giải đáp được hai câu hỏi đang đặt ra. Về câu hỏi đầu tiên, có 3 lý do để khẳng định rằng trong trận Gạc Ma, người lính Việt Nam đã nhận lệnh không được bắn trước chứ không phải lệnh không được bắn. Thứ nhất, thủy thủ đoàn tàu HQ604 đã bắn trả, khiến phía Trung, phía Trung Quốc có 13 người bị thương và 9 người chết. Thứ hai, lệnh không được bắn trước phù hợp với chiến thuật mà Việt Nam liên tục áp dụng từ thời điểm đó cho đến nay là chỉ xây công trình đóng giữ các điểm đảo để khẳng định chủ quyền của mình chứ không khai hỏa trước thứ ba nhân chứng nguyễn văn lanh không nhớ rõ trận đánh ông đã nhận lệnh không được bắn hay không được bắn trước từ cấp trên về câu hỏi thứ hai có ba lý do để khẳng định rằng nhà nước việt nam kiên quyết giữ chủ quyền chứ không giao đất cho trung quốc Thứ nhất, Việt Nam đã giữ thành công bãi Côn Linh ngay trong ngày 14 tháng 3, chiếm lại bãi Landau chỉ sau một tháng và chiếm thêm tổng cộng 11 bãi đá trong năm 1958 thứ hai việt nam đã điều thêm không quân để lấp lỗ hổng về chiến thuật trong trận gạc ma khiến một sai lầm tương tự không bị lặp lại thứ ba từ sau trận gạc ma đến nay lượng điểm đảo mà việt nam đóng giữ đã tăng gấp đôi và liên tục chứ không giảm đi qua lượng điểm đảo mà Việt Nam đóng giữ hiện nay, có thể thấy chiến thuật không bắn trước, chỉ lặng lẽ xây công trình để bảo vệ chủ quyền là một giải pháp khá hiệu quả. Ngược lại, nếu Việt Nam chủ động khiêu chiến với Trung Quốc như nhóm diễn đàn sội dân sự đang yêu cầu, thì với tương quan lực lượng giữa hai bên, có lẽ hàng triệu người Việt Nam đã thiệt mạng và đất nước đã bị ngoại thuộc một lần nữa. Trong vụ gạc ma vòng tròn bất tử, nhóm diễn đàn sội dân sự đã dùng lặp đi lặp lại một thủ thuật tuyên truyền. Họ hướng tới chú ý của dư luận và cuộc tranh cãi giữa những tiểu tiết vụn vặt để khiến người đọc quên đi mất bức tranh toàn cảnh ở Trường Sa và có vài ấn tượng sai về kết quả giữ đảo của nhà nước. Đây là một thủ thuật nói dối vì một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa. Hy vọng trong những chiến dịch truyền thông tới, nhóm diễn đàn sợi dân sự sẽ trở nên trung thực hơn và chuyển sang yêu nước bằng máu của mình thay vì máu của người khác. Cũng trong tuần qua, ngày 27 tháng 7 năm 2018, Lê Phú Khải viết trên trang Bao Xít Việt Nam rằng tầng lớp trí thức phải trở thành chất xúc tác để kích thích tầng lớp trong xã hội tiến lên chúng trung quốc lên tiếng chống trung quốc giống như viện viên bột nở biến thành cục bột mì thành cái vào thành cái bánh mì sau khi xem xét vấn đề chúng tôi cho rằng ông khải đang nhầm tầng lớp tri thức với tầng lớp tuyên truyền viên ông khải nên để ý giới trí thức tự do nghiên cứu và sáng tác theo ý mình thay vì áp đặt một đường lối chính trị cho họ sóng truyền thông số 3, biểu tình, biểu tình nữa, biểu tình mãi. Trong chuyến bản tin trước, chúng tôi đã tường thuật chi tiết phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật mà nhóm diễn đàn xã hội dân sự, nhóm luật khoa tạp chí và nhóm nhật ký biểu tình phối hợp phát động từ đầu tháng 6 vừa qua. Bản tin này sẽ gửi đến các bạn những diễn biến mới nhất. Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền về phong trào biểu tình hồi tháng 6 chỉ diễn ra một cách cầm chừng, tương tự như tuần trước, các trang chống đối đồng loạt tuyên truyền rằng qua phiên xử Huy Nguyễn và phiên xử 20 công nhân biểu tình tại Biên Hòa, có thể thấy nhà nước Việt Nam đang ngăn cản, ngăn cấm quyền biểu tình và lòng yêu nước của dân chúng. Trang nhật ký biểu tình viết rằng gia đình của một số công nhân Biên Hòa đang muốn cộng đồng và các luật sư hỗ trợ cho họ để giúp họ kháng cáo. Ngoài ra, trang này cũng biết rằng sau khi tạm giữ xe máy đắt tiền của một số bị cáo có gia cảnh khó khăn, công an Đồng Nai đã không trả lại xe cho gia đình họ, khiến gia đình bị thiệt tặng về kinh tế. Vậy phiên xử Nguyễn Nguyễn và 20 công nhân biểu tình Biên Hòa có thể có thể hiện sự ngăn cấm quyền biểu tình và lòng yêu nước của người dân hay không? Chúng tôi không đồng ý với kết luận đó, trong cuộc biểu tình vào ngày 10 16, Nguyễn Nguyễn đã leo lên xe chuyên dụng của cảnh sát để hô hào người dân trèo qua các hàng rào lực lượng giữ trật tự đã dựng. Cùng ngày các công nhân ở Biên Hòa đã ngăn chặn đường quốc lộ gây ách tắc giao thông. Với những hành vi vừa nêu trên, họ xứng đáng bị truy tố vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự về quan điểm của trang nhật ký biểu tình rằng công an đồng nai nên trả lại tài sản cho gia đình của các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn chúng tôi cho rằng đây là một quan điểm hợp lý sóng truyền thông số 4 phản đối dự luật đặc khu kinh tế Ngày 20 tháng 6, báo chính thống đưa tin rằng trong phiên họp tháng 8 sắp tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về các vấn đề còn đang gây tranh cãi trong dự luật vì vậy, một số bài viết phản đối dự luật ngay trong tuần qua đã tăng nhẹ so với tuần trước. Các bài tuyên truyền chủ yếu xoay quanh một thông điệp là dự luật đặc khu kinh tế chủ yếu làm lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài và các đại gia trong nước, chứ không giúp Việt Nam phát triển khoa học công nghệ hoặc đem lại lợi ích cho giới bình dân. Cụ thể, ngày 30 tháng 7, tiến sĩ Vũ Quang Việt, cựu quan chức vụ thống kê của Liên Hợp Quốc tại New York, nói với BBC tiếng Việt rằng, qua bản đồ quy hoạch Vân Đồn, có thể thấy đất đai ở Vân Đồn đã được chia sẻ cho các đại gia địa ốc từ trước khi có dự luật đặc khu kinh tế. Vì vậy, ông Việt dự đoán rằng Vân Đồn sẽ chỉ có thể là khu du lịch, đánh bạc, đầu tư địa ốc của đại gia Việt và Trung Quốc và đất của nhân dân sẽ được giao vào tay đại gia với giá rẻ. Ngày 1 tháng 8, Nguyễn Quốc Tuấn Trung viết trên trang luật khoa tạp chí rằng Việt Nam không cần xây dựng luật đặc khu kinh tế vì hai lý do thứ nhất một số văn bản uh, luật sẵn có hiện nay như luật đất đai luật tổ chức chính phủ luật công nghệ cao và nhiều nghị định đã đáp ứng đủ nhu cầu cho chính phủ trong việc quy hoạch và phát triển từng vùng kinh tế riêng biệt thứ hai các đặc khu kinh tế không giúp gì Việt Nam phát triển như từng giúp Trung Quốc hồi năm 1979 vì khi đó Trung Quốc còn áp dụng mô hình kinh tế bao cấp còn Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế ở mức tương tự các đặc khu vì vậy các đặc khu kinh tế của Việt Nam sẽ không có nhiều tác dụng phát triển kinh tế mà chỉ có tác dụng tạo ra những đơn vị hành chính tách biệt với phần còn lại của quốc gia. Với mô hình quản lý hành chính riêng, hệ thống quyền giao đất riêng và thủ tục xuất nhập cảm riêng. Sau khi xem xét bài viết của Nguyễn Quốc Tấn Trung, chúng tôi thấy ông Trung chỉ nhắc lại các ý kiến cũ mà nhiều chuyên gia đã nêu ra. Quốc hội Việt Nam có thể tham khảo các ý kiến này trong quá trình chỉnh dự dự luật ngày mùng 2 tháng 8, Nguyễn Quốc Tấn Trung tiếp tục viết trên luật khoa tạp chí rằng với các đặc khu kinh tế của Trung Quốc, dự luật đặc khu kinh tế của Việt Nam quá ưu tiên cho lao động nước ngoài. Cụ thể, mục 4 của dự luật đặc khu kinh tế Việt Nam quy định rằng các lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành, có thời gian làm việc dưới 60 ngày và cộng dồn không quá 180 ngày trên một năm sẽ được miễn thị thực và giấy phép lao động trong các đặc khu kinh tế. Trong khi đó, theo nhận thức của Nguyễn Quốc Tấn Trung, thì các đặc khu kinh tế của Trung Quốc chỉ có chỉ cho phép doanh nghiệp thuê lao động người Trung Quốc chứ không được thuê lao động người nước ngoài. Để chứng minh Trung chất dĩnh uh, trích dẫn được điều 19 quy định luật lao động trong đặc các đặc khu kinh tế của Trung Quốc Đằng doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở các đặc khu kinh tế có quyền tuyển lao động địa phương hoặc lao động ở các vùng khác của Trung Quốc nếu cần thiết. Rất tiếc đây đấy ở đây là Trung Quốc là Trung đã diễn giải sai luật vì lẫn lộn giữa quyền và nghĩa vụ. Doanh nghiệp nước ngoài có quyền thuê lao động Trung Quốc ở các đặc khu không đồng nghĩa với việc họ có nghĩa vụ phải làm thế. Theo điều 67 của chính của chính văn bản mà Trung trích dẫn thì doanh nghiệp hoạt động ở các đặc khu kinh tế của Trung Quốc có quyền thuê người lao động ở nước ngoài theo quy định chung của pháp luật. Lỗi sai cơ bản này cho thấy trái cho thấy trái với vẻ ngoài hào nhoáng mà luật khoa tạp chí cố tạo ra năng lực chuyên môn của tờ báo này có thể khá hạn chế. Nhìn tổng thể thì suốt tuần qua, sóng truyền thông về phong trào biểu tình và phong trào phản đối các dự luật vẫn đang ở trong trạng thái cầm cự. Biểu đồ Google Trend cho thấy lực lượng cho thấy lượng người quan tâm đến dự luật đặc khu kinh tế không tăng, dù các cây bút chống cộng đang cố hôm hâm nóng lại sự việc. Sóng truyền thông số 5, Nguyễn Nguyễn, anh hùng hèn nhát trong tuần qua các hoạt động vận động quốc tế của phong trào chống cộng chủ yếu xoay quanh hai người mỹ gốc việt là william nguyễn và nguyễn phương minh cùng chiến dịch viết thư gửi nguyễn ngọc như quỳnh và nguyễn thị nga do phạm Đoàn trang phát động cụ thể ngày 9 tháng 6 năm 2018 william nguyễn một một người quốc việt mỹ mang quốc tịch mỹ và đang du học ở singapore đã đến việt nam để tham gia cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế do trang đô thành sài gòn phát động khi tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Nguyễn đã leo lên xe đặc chủng của lực lượng công an để hô hào kích động người biểu tình treo qua các rào chắn mà công an đã dựng. Vì vậy, Nguyễn Nguyễn bị bắt tạm giam và đưa ra tòa vào ngày 20 tháng 7 để xét xử về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự 2015. Tòa đưa ra hình phạt trục xuất do Nguyễn Nguyễn đã à, là người nước ngoài vi phạm lần đầu phạm tội ở Việt Nam, đã thành khẩn khai báo, nhận tội và xin sự khoan hồng của pháp luật một tuần sau khi về Mỹ, Nguyễn Nguyễn trở lại tuyên truyền chính trị trên trang Facebook cá nhân của mình. Ngày 27 tháng 7, Nguyễn Nguyễn viết rằng, bỏ tù mà không có án, không có bất kỳ hạn định nào là một sự ước hiếp tột độ, và tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động chính trị. Đáp lại một blogger cờ đỏ có tên miền có tên miền Việt Nam Thời báo đã chụp ảnh bài viết của Nguyễn Nguyễn, ghép thêm một câu kêu gọi lật đổ chế độ vào ảnh, rồi dùng bức ảnh đó bức ảnh giả đó để viết bài đả kích Win. Ngày 30 tháng 7, Win Nguyễn đăng lại bức ảnh giả của trang Việt Nam Thời báo để tố rằng Việt chính phủ Việt Nam đang cắt ghép các sự tốt của Win Nguyễn để xuyên tạc sự thật nhằm bôi xấu Win. Cả hai sở tốt của Nguyễn Nguyễn đều được dịch sang tiếng Việt bởi Thanh Mai Nguyễn, người từng dịch bài dài của Nguyễn Nguyễn mà hai trang New Nafit và The Vietnamese đã đăng vào ngày 30 tháng 4 năm 2018. Thanh Mai Nguyễn sinh tại Hà Nội, học tại Liên Xô cũ, sống tại Zurich từ năm 1991. Hiện tham gia nhóm văn lang và quen Trịnh Hữu Long, chủ trang giới Việt Nam Mi khi Long sang thăm Zurich vào ngày mùng 1 tháng 7 năm 2014. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi đưa ra ba ý kiến. Thứ nhất, dù Nguyễn đã hành xử như thế nào, thì trang Việt Nam Thời Báo Net chỉnh sửa lời của Nguyễn, Nguyễn để tuyên truyền sai sự thật, họ cũng đã nói dối độc giả. Thứ hai, khi Nguyễn Nguyễn trèo lên xe cảnh sát để kêu gọi người biểu tình leo qua hàng rào mà cảnh sát đã dựng, Nguyễn Nguyễn có dấu hiệu phạm tội gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự 2015. Trong trường hợp này, cảnh sát có quyền bắt tạm giam Nguyễn Nguyễn để điều tra và truy tố. Trong thực tế, Nguyễn Nguyễn không bị tạm giam quá thời hạn quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam. Vì vậy, Nguyễn Nguyễn không thể nói rằng mình bị bỏ tù mà không có án, không có hạn định thứ ba nếu huyên nguyễn nhận tội không phải vì cảm thấy mình có tội thì chỉ có thể là do hèn nhát anh ta không tiếp tục đóng vai anh hùng để bị dân được